Nắc kỳ gió nổi. Nhắc kỳ gió nổi. Gió nổi. Ngày 22 tháng 8, chủ đề là âm nhạc và ca sĩ âm nhạc. Khi chúng ta học ngôn ngữ, chúng ta có thể nghe âm nhạc của ca sĩ ai chúng ta thích, thích ca sĩ, thích âm nhạc. Phương pháp này là quan trọng để nghe âm nhạc của ca sĩ ai chúng ta thích, thích âm nhạc. Sau khi chúng ta học tư vấn, chúng ta có thể đọc cao tàu chuẩn, chúng ta lên tháp đồ nhé. Một phương pháp là nghe âm nhạc ca sĩ. Âm nhạc là quan trọng khi chúng ta học ngôn ngữ. Ví dụ chúng ta học tiếng Anh, tôi học tiếng Anh, tôi có thể âm nhạc pháp song, âm nhạc của tiếng Anh. Tôi thích âm nhạc tiếng Anh. Một phương pháp này là quan trọng, nên tôi nghe âm nhạc vàng tiếng Việt. Tôi có thể nghe âm nhạc tôi thích, ca sĩ âm nhạc. Tôi là thằng bậc tốt nhất thuật tôi AI có thể giúp tôi về âm nhạc ca sĩ của Việt Nam. AI cũng có thể giúp tôi học âm nhạc nổi tiếng, ca sĩ nổi tiếng Việt Nam. AI giúp tôi về âm nhạc ca sĩ của Việt Nam.
nha chị, ngủ ngon ngày hai mươi hai tan tầm. Chủ đề là âm nhạc và ca sĩ. Hôm nay chủ đề của tôi là âm nhạc và ca sĩ, thì chúng ta không quên thức vui một ngôn ngữ, chúng ta vẫn có thể thưởng thức âm nhạc của các ca sĩ mà mình yêu thích. Sự sáng tạo của ca sĩ trong âm nhạc là một phần quan trọng của trải nghiệm nghệ của như này chỗ tân chưa kể, khi tôi nhìn bé âm nhạc từ các ca sĩ mà tôi yêu thích, âm nhạc không chỉ là âm thanh mà con sự từng là cảm xúc và từ xuống, chúng ta có thể học hỏi từ âm nhạc và thêm ở tại sự ăn ý nghiêm viết tâm chỉ là độc lập từ những bài hát tố. Ví dụ khi tôi học tiếng Anh, tôi có thể nghe các bài hát tiếng Anh như những ca sĩ mà tôi ngưỡng mộ. Điều này giúp tôi phát triển khi nào trong một tập trung nghiên từ vì họ ta hỏi một làm thế nào ạ nhé, có thể giúp tôi học ngôn ngữ à âm nhạc có thể giúp học ngôn ngữ để như thế cứ nhắc âm nhạc là chỗ để học cho những đi về vui vẻ và bộ thang thang hỏi nghe ngừng bài hát văn ngôn ngữ và văn rằng răng răng đang 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 học bên không luôn kỹ năng nhẹ mà không học tức cứ vững chắc phát thẳng và như cứ nhẹn ngồi là qua lối bay khách bạn có thể tìm kiếm tiền đề văn của các sử dụng hàng ngày và các thể hiện cảm xúc như này giúp bạn cải thiện khả năng ngôn ngữ một cách hiệu quả mà không cảm tải như đang học các một khắc khó khăn và hối hài. Làm thế nào để son ca sĩ và nhạc phù hợp cho việc học ngôn ngữ, khi son ca sĩ và nhạc tê hồ cho việc học ngôn ngữ ai trong ngữ và hát cô lời dỗ chẳng mà không quả nhận ca sĩ có dương phát thắng cho rằng sẽ xuất bàn về rằng năm bất tức tứ vững và ngữ pháp các thể loại như pháp vào là hô acoustic tune dễ nghe và dễ hiểu hơn do ngôi môi và tạo quan trọng nhất hai trong những bài hát mà bác thích như từ này sẽ giúp điều trị trong lúc học ngôn ngữ cao là ví dụ tôi thích các ca sĩ Việt Nam như Phúc và Năng Lũ đứng ngồi đặt nói chuyện ở mình nhẹ nhàng qua hồ không chỉ giúp tôi dạy chị mà không cai chiến kỹ năng tiếng Việt của mình sống